Không, đây chính là nhà của bạn Thu Thương. Chào các bạn, hiện tại mình đang là cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Chồng của mình là người Hàn Quốc. Mình sang đây theo diện kết hôn. Không biết là bạn đã sang đây được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tính đến thời điểm này thì mình sang đây đã được 3 năm 2 tháng rồi ạ. 3 năm 2 tháng. Thì gia đình mình đã có em ấy chưa? Mình đã có một cháu nhỏ, năm nay là được 3 tuổi rồi. Ồ, cháu trai à? Dạ vâng ạ. Nhưng mà hôm nay bé đi học đúng không nhỉ? Dạ vâng, bé đi học từ lúc 18 tháng tuổi. Mình cũng khá là tò mò, không biết là hai vợ chồng đã gặp nhau như thế nào nhỉ? Mình và chồng mình gặp nhau trong một dịp cũng khá là đặc biệt. Thực ra là lúc trước đây thì mình học đại học ở Hà Nội. Sau đấy thì chồng mình đến cái nhà hàng mà mình làm part time ở đấy, mình làm phục vụ ở đấy thôi. Rồi chồng mình cùng với cả gia đình đến đấy để ăn uống ở Hà Nội. Sau đó thì cái bàn của gia đình chồng mình ăn uống thì chính là do mình phục vụ. Sau đấy thì chồng mình trước khi mà về nước thì quay lại để xin cái contact của mình để liên lạc với mình. Lúc đầu mình cũng ngại lắm. Đến ăn có đúng một lần mà xin contact luôn á? Đến ăn đúng một lần, xong đến một lần nữa để nói chuyện, xong lại đến một lần nữa trước khi về máy bay để có vẻ tiếc sẽ ái tình thì mình quay lại đến 3 lần như vậy. Sau đấy thì mình cho chồng mình cái số liên lạc và anh ấy gọi điện thường xuyên về cho mình, và kể từ lúc đấy thì hai đứa mình quen nhau qua điện thoại. Lúc đầu chỉ là bạn thôi ạ. Thế thì khoảng thời gian tìm hiểu cũng phải kéo dài 1 năm đấy nhở? 2 năm. Dạ vâng, trước tính đến lúc kết hôn là khoảng 1 năm rưỡi. Nghe có vẻ rất là đáng yêu đúng không nhở? Sao lại có một sự kiểu trùng hợp là đến gặp nhau sau đấy đi lại xin số điện thoại? Tại vì lúc đấy, thực ra lúc đấy mình không nghĩ anh ấy là một người Hàn Quốc. Bởi vì cái dự định của mình lúc đấy là để làm nhà hàng cho người nước ngoài, thế là để mình có thể trau dồi bằng tiếng Anh nhiều hơn. Anh ấy cứ gạ gẫm qua lại mình bằng cách nói chuyện tiếng Anh. Xong đấy thì mình thấy anh này nói tiếng Anh không giống người Hàn Quốc nói tiếng Anh, mà giống người kiểu người bản xứ nói tiếng Anh luôn ấy. Thế là lúc đấy mình lại có dự định đi du học bên nước ngoài, tức là mình chuẩn bị đi sang Anh để du học. Thì mình cần trau dồi tiếng Anh khá là nhiều, thế là mình cho anh ấy cái số liên lạc của mình cũng như là cách thức liên lạc, xong rồi anh ấy cứ gọi điện về và hai đứa mình nói chuyện như vậy. Mình cảm thấy là tiếng Anh của mình nó được cải thiện đúng không? Cải thiện rất là nhiều sau khi mà nói chuyện với anh ấy. Thì hai bên tức là có hai mục đích khác nhau, một bên là mục đích để tán tình, còn một bên là mục đích để học tiếng Anh. nhưng mà cuối cùng vẫn sao vậy? Tại là không biết là hiện nay thì hai vợ chồng đang sống như thế nào. Mình không sống cùng với gia đình nhà chồng đúng không? Mình sống cùng với gia đình nhà chồng, tuy nhiên là mình sống mình với mẹ chồng thôi. Mình vẫn còn bố chồng, nhưng mà bố chồng mình hiện tại đang làm bên nước ngoài. Ngày trước thì anh chồng mình cũng ở nước ngoài làm việc, nhưng mà hiện tại thì cũng đang sống chung với gia đình mình luôn. Nếu mà sống trong một gia đình mà đông người như vậy thì có thêm phức tạp không? Lúc đầu thì mình cũng thấy không có phức tạp nhiều ngoài cái việc ăn uống đâu, bởi vì nhà mình cũng thực ra việc ăn uống của mình bị phức tạp bởi vì do mình không ăn được món đồ cay. Đồ cay à, không ăn được đồ cay. Còn món này đến hàng đến hàng chỉ toàn đồ cay rồi. Thì lúc đấy mình gặp khá là nhiều khó khăn trong vấn đề ăn uống. Tuy nhiên là gia đình mình không khó khăn trong cái chuyện nấu ăn, đi ăn ngoài cũng khá là nhiều. Nên là mình cũng không phải là phải học nấu món hàng nhiều đúng không? Mình đã xem nhiều chương trình về gia đình đa văn hóa thì trong các chương trình đó nó đa phần là sẽ xảy ra xung đột mẹ chồng nàng dâu. Thực ra thì cũng có thể do quan điểm trái ngược với hai nữa là qua văn hóa trái ngược nhau. Thế ngoài ra thì cũng có những quan điểm liên quan đến việc là dạy dỗ con cái ấy. Thì không biết là bạn có gặp những cái trường hợp như vậy không? Thực ra thì mình gặp khá nhiều xung đột, nhưng mà không phải với mẹ chồng mình mà là với chồng mình. Mọi người có thể thấy là dù tìm hiểu nhau
kỹ đến mức nào nữa, dù là bao nhiêu năm nữa thì mình vẫn cảm thấy là giữa vợ chồng vẫn có những xung đột khi mà có những cái vấn đề phát sinh. Thì mẹ chồng mình ấy thì là luôn là người đứng về phía mình, rất là may mắn. Mẹ chồng tâm lý thế. Vâng, mẹ chồng mình thì khá là thoải mái trong vấn đề nhà cửa. Và mẹ chồng mình kể cả mình có để đồ đạc như thế nào đi nữa thì mẹ chồng mình vẫn luôn là người giúp mình dọn dẹp nhà cửa, làm các công việc nhà. Mặc dù mẹ chồng mình vẫn đang đi làm và làm thực ra không phải là làm rất vất vả, mà mẹ chồng mình thường xuyên là làm về khuya và đi làm cả tuần luôn. Nhưng mà kể cả bà có làm cả tuần như thế nữa thì về nhà bà vẫn dành thời gian cho cháu, tức là nói chuyện cháu với cháu thì cháu có thể nói được tiếng Hàn. Ôi, và được mẹ chồng quốc luôn. Là và bà còn giúp mình làm các công việc nhà nữa. Ngoài ra thì mẹ chồng mình thấy có một đặc điểm hơi giống mình, đó là rất là lời nói ăn nên là rất tự nhiên ngoài nhà hàng. Đây là mình nghĩ cái đây cũng là một may mắn của mình khi mình kết hôn với gia đình nhà chồng. Cũng là một thuận lợi rất là to lớn đấy. Dạ vâng. Nguyễn bạn có chia sẻ là khúc mắc giữa bạn và chồng bạn thì không biết là vấn đề đấy nó đang ở đâu nhỉ? Lúc đầu thì là về vấn đề chăm con, thì mình có một cái cách chăm con khác hoàn toàn với chồng mình. Lúc mà mình mừng tượng ra lúc mà mình sinh con xong ấy, thì mình sẽ nghĩ là chồng mình sẽ chăm con mình như kiểu mình chăm con mình ấy. Nên là mình nghĩ đến kiểu bên Tây rồi bên Việt Nam mình bây giờ nó cũng thay đổi rồi, nhưng mà thực ra là chồng người Hàn thì họ sẽ chỉ tập trung vào công việc kiếm tiền là chủ yếu. Và cái vấn đề mà lo cho gia đình thì hầu hết là họ sẽ để cho người phụ nữ quản lý chăm sóc cái công việc gia đình cũng như con cái thôi. Cho nên là lúc đầu mình bị sốc bởi vì nhiều lần chồng mình cứ làm về chồng mình cứ ung dung chơi hoặc là không giúp mình trong vấn đề con cái. Mà mình kể cả mình cũng bảo chồng làm xong rồi và mẹ chồng mình cũng giúp cả chồng luôn, không làm xong rồi mình cả chồng thấy vào đây vấn đề đấy nữa. Nên là lúc đầu thì tức là không chia sẻ việc gia đình trong gia đình, ví dụ như là phần nội trợ và phần chăm con cũng không chia sẻ đúng không? Mà cái đấy thì thực ra ai cũng là bố mẹ, mà là bố mẹ lần đầu thì cũng phải học thôi, mình cũng là lần đầu thôi nên là mình cũng nói cho mình là phải học. Rồi đấy là một cái vấn đề phát sinh. Và vấn đề nữa là bởi vì cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình là ngôn ngữ thứ hai, nên là nhiều lúc mình nói chuyện với chồng mình, kể cả mình có nói trôi chảy đến đâu thì chồng mình vẫn có cái khúc mắc. Đúng không? Là có những lúc mà mình nói mà chồng mình không hiểu, hoặc là chồng nói mình không hiểu hết. Thì đó cũng là một cái nói chung là cũng là một cái nguyên nhân gây ra xung đột giữa mình và chồng mình. Không biết là hiện nay bạn đang có con nhỏ, thì bây giờ nghe em nói là bé đã đi học rồi, nhưng biết là bạn có đang kinh doanh hoặc đang đi làm ở tại đâu không? Hiện tại thì mình đang bán hàng online về Việt Nam. Đó cũng là một cái phần công việc, phần quan trọng của cuộc sống của mình hiện tại. Nó làm cho mình bận rộn hơn. Lúc mà mình gửi con, trước đây thì mình lúc mà mình gửi con ấy thì mình chỉ chăm chú vào việc đi học thêm tiếng Hàn thôi. Bởi vì mình sang đây một cái là mình sinh luôn, chứ mình chưa có thời gian học tiếng Hàn. Mà mình lại không thích cái kiểu mà cô gia sư về nhà xong lại học một một ấy. Như thế thì mình không có được cái không khí trong lớp, không được trao đổi với mọi người, không được thực hành nhiều hơn. Thì mình chọn cách là gửi con đi sớm hơn một chút so với những người khác, và mình đến trung tâm để đi học. Nhưng mà hiện tại thì tất cả trung tâm do Covid nên là đang đóng cửa. Đóng cửa đúng không? Bây giờ hiện tại mình đang phải học online. Đúng rồi ạ, hiện tại mình đang học online. Và những cái thời gian rảnh rỗi mà gửi con đi học xong ấy thì mình cũng bán hàng. Thế thì cái công việc bán hàng đó thì có chiếm của bạn thời gian một ngày nhiều không? Thực ra mình nghĩ là công việc nào cũng có thể chiếm thời gian nhiều, tùy vào cái công việc mà mình chọn. Nhưng mà vì là cái công việc này nó không gò bó thời gian như công việc công sở, cũng như là không ai ép buộc mình phải đi phải làm cái này làm cái kia cả, nên là mình có thể sắp đặt cái thời gian của mình tùy theo ý của mình. Ví dụ như là ngày hôm đấy mình muốn nghỉ ngơi cho gia đình, muốn làm việc gì đó gia đình thì mình sẽ nghỉ hoàn toàn ngày hôm đấy để dành cho gia đình thôi. Khi mà mới sang ấy thì bạn có gặp cú sốc văn hóa nào không? Lúc mà mới sang thì em tưởng tượng là cái gì em cũng có thể tự làm được, bởi vì mình có tiếng Anh rồi. Mà đợt đấy em sang là em không có được tiếng Anh xong sang luôn. Nên là em tưởng là người Hàn chắc là biết tiếng Anh. Biết tiếng Anh đi đâu cũng được. Thế là nhưng thực tế thì em đi ra ngoài, em mua đồ, em đi xe buýt, đi tàu, em đi chợ, không ai
nói tiếng Anh cả chị ạ. Đúng là cảm giác rất là khó chịu nếu mà bởi vì cái ngôn ngữ của mình là để mình thể hiện ra cái tính cách của mình và cái cảm xúc của mình ấy, và bây giờ mình không thể thể hiện được cái đó nên là mình cảm giác rất là khó chịu. Hiện tại thì em vẫn đang mong muốn là học tiếng Hàn và trao dồi tiếng Hàn nhiều hơn. Còn tương lai xa thì em mong muốn là sẽ học tiếng Hàn ở một mức cao hơn nhất định, và sẽ có thể cái vốn tiếng Hàn mình sẽ đủ để có thể kiếm được công việc ổn định, ví dụ như là đi làm văn phòng hoặc là đi thông dịch. Em thích những công việc mà liên quan đến văn phòng nhưng mà phải được nói nhiều cơ. Phải được văn phòng được nói nhiều. Văn phòng được nói nhiều là nghề gì? Kinh doanh. Kinh doanh là nói chung là liên quan đến kinh doanh và marketing. Là bộ phận kinh doanh và marketing. Ok. Thế thì khá là hợp với cả tính cách. Chúc cho bạn là sẽ có một cái công việc như ý nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm rất là hữu ích và thú vị trong cuộc sống của bạn ở tại Hàn Quốc. Mình hy vọng những trải nghiệm của bạn sẽ giúp ích cũng như là tạo động lực cho các cô dâu khác có một cuộc sống thú vị hơn nữa khi mà sinh hoạt tại Hàn Quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.